Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của VN Review. Và trên tay mình đây thì đang là một sản phẩm mà có lẽ là chỉ nhìn qua thôi thì các bạn cũng đã đoán ra là gì rồi phải không? Vâng, nó chính là chiếc Bphone 2017 nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu. Và hôm nay 19 tháng 8 thì cũng là ngày mà BKV họ chính thức bán ra những chiếc máy Bphone 2017 độc quyền tại các hệ thống của cửa hàng Thế Giới Di Động. Và rất may mắn là mình đã mượn được một chiếc máy mới tinh về để tiến hành mở hộp cho các bạn xem. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng khám phá bên ngoài của chiếc hộp. Ngay từ phần mặt trước đây thì nổi bật là hình ảnh của một chú chim bói cá, một hình ảnh rất đặc trưng của Bphone 2017 mà khó có thể lẫn lộn với một chiếc máy nào khác. Ở bản 1 thì BKV họ đã dùng hình ảnh của một chú bướm, còn đến bản 2 này thì đã chuyển sang một chú chim. Có vẻ như BKV họ rất là yêu mấy cái loài biết bay đây. Và mấy hôm nay thì mình thấy trên Facebook và các diễn đàn thì đang có trào lưu là dùng hình ảnh của chú chim này để làm hình nền cũng khá là rôm rả. Ở các cạnh thì BKV họ in các chữ B hay là Bphone màu ánh bạc khá là đẹp mắt. Và mình khá là thích những chi tiết này vì nó làm cho vỏ hộp của chiếc máy trông cao cấp và chuyên nghiệp hơn hẳn. Lật ra phía mặt sau này thì chúng ta sẽ có những thông tin chi tiết về cấu hình của máy, bao gồm màn hình 5,5 inch Full HD, vi xử lý Qualcomm Snapdragon 625, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hệ điều hành BOS dựa trên nền Android 7.1.2, hỗ trợ 4G LTE Cat 6. Camera chính thì là 16 megapixel có chống rung quang học OIS, lấy nét theo pha. Camera trước 8 chấm có tự động lấy nét, dung lượng pin 3000 mAh, có sạc nhanh QuickCharge 3.0. Và cái phần mã vạch IMEI ở phía dưới này thì thể hiện là máy có 2 SIM. Ok, và mình sẽ không dài dòng nữa và chúng ta sẽ cùng tiến hành phá tem chiếc Bphone 2017 này ra thôi. Mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc dao phá tem chuyên dụng ở đây rồi. Hãy trả cái cảm giác phá tem bất cứ một cái gì thì cũng rất là khoan khoái, hồi hộp và có chút gì đó lo lắng phải không các bạn? Mình nghĩ là các bạn nam thì sẽ hiểu rõ ý mình nhất. Vâng, vậy là chúng ta đã phá tem được vỏ hộp của Bphone 2017 rồi. Cùng bóc cái màng mỏng trong trắng này ra thôi. Và 1, 2, 3, King Kong, nhân vật của chúng ta đã xuất hiện ở đây với một màu đen bóng bẩy khá là bí hiểm. Tất nhiên là nó tiếp tục được bọc trong một chiếc bao mỏng nguyên siêu nữa. Và tạm thời đặt nhân vật chính này sang một bên đã để xem là bên trong hộp còn những gì nào. Đầu tiên thì luôn luôn là một hộp nhỏ chứa các thể loại như là bí kíp võ công hay là nôm na gọi là hướng dẫn sử dụng. Có một cái que chọc sim ở đây và sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Vâng, một sản phẩm made in Việt Nam thế này thì chắc chắn là các tài liệu đi kèm của nó cũng phải có ngôn ngữ tiếng Việt là chủ đạo phải không các bạn? Sách hướng dẫn được in màu luôn và có khá là nhiều thông tin chi tiết về cách sử dụng máy. Chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc hộp tiếp theo. Đây là hộp đựng củ sạc và cáp kết nối USB. Củ sạc trên Bphone 2017 thì cũng được in chữ B thần thánh và có cả cổng USB màu cam khá là lạ mắt nữa. Trên củ sạc thì có in thông tin là nó đạt chuẩn sạc nhanh Qualcomm QuickCharge 3.0 và cũng được made in Việt Nam luôn. Chiếc hộp cuối cùng còn lại thì chúng ta sẽ có tai nghe, có hai bộ tít và đáng chú ý là có cả một adapter chuyển đổi từ cổng USB Type-C sang cổng âm thanh 3.5 nữa. Bởi vì Bphone 2017 thì đã không còn sử dụng cổng âm thanh 3.5 này nữa rồi, nhưng tai nghe đi kèm thì vẫn là loại jack 3.5 truyền thống. Thiết kế tai nghe thì khá là ổn, là loại in-ear và mình thấy là nó khá là đẹp mắt và cao cấp hơn khá nhiều so với cái tai nghe đi kèm trên Bphone thế hệ đầu tiên. Giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với nhân vật chính nào. Tiếp tục bóc lớp màng sinh lần thứ hai và có thể thấy là Bphone 2017 có một cái thiết kế là cực kỳ bóng bẩy. Ngay từ mặt trước này thì đã có thể cảm nhận được độ bóng loáng của máy với mặt kính cong 2.5D. Mặt sau thì còn có phần bóng bẩy hơn nữa. Tất cả các mép ở mặt sau thì cũng đều được vát cong 2.5D mềm mại giúp cầm máy êm tay hơn. Logo chữ B nổi bật ở mặt sau và dòng chữ Design by BKV Made in Việt Nam, có nghĩa là thiết kế bởi BKV và sản xuất tại Việt Nam, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để gây sự chú ý. Mình đánh giá cao việc xử lý phần khung máy bởi cầm vào nó rất là mịn, êm tay, không hề có bất cứ chi tiết nào gây gợn hay là cấn tay cả. Độ hoàn thiện thì rất là tốt, liên lạc tỉ mỉ, kỹ lưỡng, tạo cho máy cảm giác đúng là một thiết bị cao cấp. Bật máy lên thì ngay từ phần khởi động thì BKV cũng đã thiết kế lại giao diện khởi động này với màu đen là chủ đạo cùng phông chữ trắng. Mình thích cách thiết kế này hơn vì trông nó chuyên nghiệp hơn hẳn tông màu cam của phiên bản Bphone đầu tiên. Bên trong thì chúng ta vẫn có hệ điều hành BOS đặc trưng của Bphone. Các icon thì đã tinh chỉnh lại một chút, bo tròn nhiều hơn ở các góc để phù hợp với thiết kế của Bphone 2017. Và các trình duyệt Bchrome thì nó đã đổi tên thành chim lạc thuần Việt hơn. Chưa biết là có tính năng nào mới hay không và mình sẽ chia sẻ trong các video đánh giá tiếp theo. Như vậy là mình vừa gửi đến các bạn video mở hộp và trên tay nhanh chiếc Bphone 2017. Các bạn có suy nghĩ gì về Bphone 2017 thì hãy chia sẻ phần comment nhé và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên like hay là subscribe kênh YouTube của VN Review để nhận được nhiều video đánh giá chi tiết hơn nữa. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!